không yêu được ai với cả không yêu, không không muốn yêu nó khác nhau bạn ơi. Nhắn cho tôi bảo cái gì mà cháu cô gì ấy thì cuối tuần này có rảnh không các thứ thứ, tôi đéo trả lời. Mẹ tôi thì có bận gì mà kiểu chỗ này thì bà sáng nó đầy bầy đồ ăn luôn mà sao nó cũng bị bụi nhỉ, chỗ khó chịu thế đây. Hiểu sao mà muốn qua thế ồ chả hiểu cái gì. Nếu mà cũng được thì cũng cả nếu mà mình tính với xong rồi mà mình chơi với mấy người hay ca hay vậy trực tiếp thế á. Vâng, ai em chưa ạ, mình trước máy của em bị thế ông kiệt vậy. Ô, sao chị không bị nhỉ, nhưng mà hiểu đấy thì cũng à tối nay bọn này lên trường, nhà mình lên trường hết rồi này. Ê tôi đang định không đang hỏi Huyền bắt với cả Hải Hoàng Phi Hải chị á. Mẹ chị lên chị múa khỉ cho chúng mày xem à, vừa mới mời à, ai mời. Chị không bà chị bảo em chạy chắc là em không được rồi. Nhưng mà nãy hiện giờ đã ai mới tiếp chứ chắc là ai quên mất hôm qua về không hỏi bạn thôi. Ê, lúc nào nói sau. Không, lúc hôm qua sân bóng rồi mọi người cố ý kêu không còn nói to nữa đúng không? Ừ, đúng không? Ừ. Thank you.
chân bàn hướng đấy thế. Hôm qua à? Ừ. Hồi nước đổ mẹ vào quần. Sáng qua thì cà phê. Ừ, sáng qua thì cà phê đổ. Ngày đổ vỡ. Công nhân đổ vỡ. Bạn bè mình đang làm đúng chuyên ngành thế mình thất bại quá. Ừ. Chỉ là công ty của Trung Quốc là chỉ cũng là công ty Trung Quốc nhưng mà làm về bên xây dựng. Công ty chỉ Nga như vậy. Nga cũng làm về công ty điện tử. Làm cho người Trung. Đây là kia nhé. Công ty điện tử người Trung Quốc. Chị ơi, chị khai cái này thế này không? Cái này thì... Này, gần với chị Hương nữa. Bạn! Cái gì vậy trời? Em là đánh rồi, em ghi là chúc các công chúa của chị em như này, như này, các chú. Chị thích cái bên này hơn. Cái bên này. Em thấy cái kia giống công chúa đúng không? Cái kia giống công chúa hơn nhưng mà chị thích cái đấy xong rồi ghi chữ thì nó sẽ nổi hơn. Mẹ đánh con máy này đúng là ngu thật nhưng mà mình thích bởi vì mình thắng. Huyền bên nó không? Ui. Chị không sáu lại dết của người bác này. Huyền bác này là đối thủ đấy. Mà để thua. Ôi, bị đến 60 rồi đây. Hai năm á? Thế thì mình mua sử nó sửa mi sửa cũng được không? Má là chung mua mi sửa cũng à nhầm multi có mười mấy nghìn cốc. Không thì mày là thiên áp không? Ừ. Là thiên áp xong rồi ra đến xong rồi chia hàng tay cho đơn hay cho đơn. Để tao vừa xem lại nhá. Khi nghe khi uống rượu ngọt xong rồi. Em sắp xong trận chưa? Em mới vào chị ạ. Đi đổ hàng đi. Kinh chuyển tắt. Một người rồi. Nhưng mà chúng nó có đổ hàng không ấy. Ừ. Để em với chị Huyền một trận khác. Kiệt vậy. Không sẵn sàng. Con sợ lắm, bị thử ưu tiên. Thôi sao vậy chị? Thôi trước à. Nóng cho kênh. Thị trường sẵn sàng.
em mới nghỉ nhỉ? Không, chỗ em sau rồi chị ạ. Phải em. Bây giờ mặc đi em sáng hết à? Ôi, ngày nào khoan đau đầu quá. Má nó đã nóng một ăn cháo.